Bạn sống rất lương thiện, có một trái tim nhân hậu, luôn cho đi từ trái tim của mình. Quan sát tất cả những người xung quanh, bạn dễ dàng thấu cảm, đồng cảm. Cho nên những hành động giúp đỡ của bạn mang tính xác thực rất cao, cung cấp tất cả những nguồn lực hỗ trợ cho họ, đúng những điều họ cần, để họ có thể tận dụng nguồn lực đó, không ngừng thay đổi và phát triển tích cực trong cuộc sống của mình. Chính tấm lòng từ bi của bạn, sự kiên định lựa chọn tình yêu của bạn đã làm lay động trái tim của những người xung quanh. Cho dù đó là một người dễ tức giận hay là mất kiểm soát, khi nói chuyện với bạn, giao tiếp với bạn, họ đều trở nên bình tĩnh và ôn hòa hơn. Lời nói của bạn rất khôn ngoan và duyên dáng. Bạn luôn truyền cảm hứng tích cực, nâng đỡ tinh thần cho những người xung quanh bằng những lời nói tràn đầy năng lượng tích cực của mình. Nguồn năng lượng dồi dào của bạn tỏa ra lực hấp dẫn từ tính, thu hút những người xung quanh đến với bạn. Lối sống chính nghĩa của bạn đã giúp đỡ rất nhiều người nói lên được tiếng nói của mình, có được sự công bằng trong cuộc sống. Những gì bạn làm cho họ đều dễ dàng để lại ấn tượng lâu dài trong trái tim của họ. Đối với bạn, danh dự là điều thiêng liêng cao quý. Những hành động của bạn rất nhất quán, thể hiện những phẩm chất cao quý tích cực của bạn. Vẻ đẹp nội tâm của bạn đã làm rạng ngời cuộc đời của rất nhiều người, để mang lại rất nhiều lời lạc cho thế giới xung quanh bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.